Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 11: Và mặt. Có tranh chân dung, mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mùa hè năm Vĩnh Hòa thứ 8, các người hãy nhớ lại đã từng gặp người này chưa? Hắn mang theo một cậu bé bị bệnh, ai từng gặp thì thưởng 50 lượng bạc. Tả Đạo Chi nổi giận, nếu giấu diếm không báo thì đánh 50 trượng, đuổi khỏi tạ phủ. Ánh mắt đám hạ nhân chợt sáng lên, phút chốc lại tối đi. Mọi người nhìn kỹ người trong bức tranh, vắt óc suy nghĩ. 50 lượng lận đó. Nhưng qua thời gian một chén trà rồi mà chẳng có ai mở miệng. Trà lạnh đổ đi, chêm trà nóng nào, tạ đạo chi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhìn tạ tổng quản ra hiệu. Tạ tổng quản ho khan một tiếng. Chưa từng thấy sao tiểu nhân đúng là chưa từng thấy tiểu nhân cũng chưa từng thấy đã mấy năm rồi thật sự không nhớ được tả tổng quản thầm mừng rỡ trên mặt lại không dám để lộ ra yến cô nương không có ai từng gặp ngươi xem tạ tổng quản yến tam hợp đứng lên có phải đi đầu thai đâu mà ngươi vội thế tả tổng quản suýt nữa thì nghẹn chết yến tam hợp đi tới bên cạnh tạ đạo chi thản nhiên mở miệng có dám để ta tự hỏi hay không Tạ Đạo chi biết nàng sẽ không từ bỏ ý định dễ dàng như vậy, dứt khoát hào phóng nói: "Ngươi hỏi đi, nếu đã không nói, vậy đành phải dùng cổ pháp của Vân Nam chúng ta thôi." Yến Tam khoanh tay lại. Tạ Tổng quản, ngươi đi lấy chậu nước sạch đến đây. Tạ Tổng quản thấy lão ra gật đầu với hắn, vội đáp: "Vâng." Nước bưng tới, Yến Tam hợp lấy ra một túi giấy nhỏ, đi tới trước chậu nước, mở gói giấy ra, rắc bột phấn màu trắng bên trong vào mắt thường có thể thấy được, bột phấn kia gặp nước đã tan, màu sắc trong nước rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Tả đạo chi kinh ngạc. Đây là cái gì? Gan rắn hổ mang phơi thành phấn, cộng thêm vu sư niệm chú 9981 ngày. Tốc độ nói của Yến Tam hợp rất chậm, gần như là nói từng chữ. Không nói dối thì sẽ không sao cả, coi như uống một ngụm nước lạnh thôi, nếu nói dối thì đầu tiên là đau bụng, sau đó ruột gan nát bét, một canh giờ sau thất khiếu chảy máu rồi chết tất cả mọi người bị dọa đến run rẩy hai chân cái gì mà bột mật rắn rõ ràng chính là độc dược thủng ruột thì có giá man quá tả tổng quản nhỏ giọng nói thầm yến tam hợp đảo mắt tả tổng quản thử trước đi dựa vào cái gì là ta tả tổng quản ở đây thường xuyên như vậy có lẽ đã từng nhìn thấy nhỉ ngươi tả tổng quản cắn răng đi tới bên cạnh chậu nước chẳng cần chén mà trực tiếp bưng chậu lên uống hai ngụm nước vào bụng ngoại trừ bụng có hơi lạnh ra thì không có bất kỳ cảm giác gì. Ta không nhìn thấy. Yến Tam Hợp thản nhiên liếc hắn một cái. Người tiếp theo. Tám người gác cổng vừa thấy tả tổng quản không sao thì hai chân vốn đang run rẩy lại đứng thẳng tắp lên, không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, uống. Tả tổng quản nhìn bảy người phía trước uống nước xong đều bình thường thì vội ghé vào lỗ tai lão ra thấp giọng nói. Lão ra, xem ra và mặt rồi. Nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt tạ đạo chi cũng thoải mái hơn một chút chỉ cần người không tới cửa thì ba cái mạng kia không thể tính trên đầu hắn được về phần vì sao bị nhốt vào lao thì lại là chuyện khác nhưng mà đúng lúc này đột nhiên dầm một tiếng chậu nước bị đá ngã xuống đất lão vương có tư lịch lâu đời nhất trong số người gác cổng giống như phát điên vùng nắm đấm kêu to ta không uống ta không muốn uống ta không thấy thần thái tạ đạo chi vừa rồi còn thoải mái thì bây giờ không còn sót lại chút gì. Hắn đứng lên, tràn đầy lừa giận. Nói, ngươi có nhìn thấy hay không? Lão ra, lão ra. Lão vương quỳ dạp xuống đất, mặt sốt ruột thành màu gan heo. chương 12, án mạng. Tạ đạo chi vừa thấy tình hình này thì trong lòng đã rõ mười mươi. Các hạ nhân còn lại đều đi ra ngoài cho ta. Vâng. Tất cả mọi người đều trốn lui ra ngoài, còn chưa đi xa thì chợt nghe thấy trong sân vang lên một tiếng giống giận. Nói đi, tiểu, tiểu. Cả người lão vương run rẩy như cái sàng. Tiểu nhân đã từng gặp hai người này. Tả đạo chi ngã ngồi trong ghế, cả người giống như quả cà bị xương phủ lên. Yến Tam Hợp nhìn tạ đạo nhất, đi tới trước mặt lão vương rồi ngồi xổm xuống. Ngươi nói rõ ràng cho ta, có lẽ ta còn cầu tình cho ngươi, bằng không với tuổi của ngươi mà bị đuổi ra ngoài, thì đến cả nơi đặt chân cũng không có rất thảm đó lão vương nhìn gương mặt trước mắt lau nước mắt vào vào buổi chiều hôm ấy họ đến trước phủ chúng ta khuôn mặt đứa bé kia vàng như nến vừa nhìn đã biết là bị bệnh nam nhân kia trẻ hơn trong bức tranh ăn mặc rất quái dị sau đó thì sao bọn họ cầm thư trong tay nói nói là muốn tìm lão ra ta ta lão vương sợ hãi nhìn tạ đạo nhất ta không dám để bọn họ vào nhà thì ra là thế. Yến Tam Hợp đứng lên, lạnh lùng nhìn Tạ Đạo Chi. Ngươi còn gì muốn nói? Mặt Tạ Đạo Chi trắng bệch, ngực phập phồng, đột nhiên hắn đứng dậy tiến lên, nhấc chân đạp một cước. Không báo tin gì mà đã nhốt người ở ngoài cửa, ai cho ngươi cái gan chó đó? Một đời anh minh của ta đều hủy ở trên tay ngươi rồi. Đầu lão Vương trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, gào khóc nói. Lão gia đã quên rồi sao, là ngài dặn không cho ta mở cửa mà. Ngươi nói cái gì? Tả đạo chi trợn mắt đến muốn nứt ra, túm lấy vạt áo trước của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa, con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa cho ta. Ngày 16 tháng 7. Mắt lão vương đang đục ngầu đột nhiên mở to. Lão ra, là vĩnh hòa năm thứ 8 ngày 16 tháng 7 đó, ta, ta làm sao dám mở cửa, làm sao dám. Hô hấp Tạ đạo chi chợt trở nên rồn rập, trong mắt gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. 16 tháng 7 không ngờ là 16 tháng 7, chẳng trách lại bị tuần bổ nhốt vào trong nhà lao. Tả đạo chi chán nản buông tay ra, lão đảo lui về phía sau vài bước, cả người giống như thoáng chốc đã già đi vài tuổi. Ánh mắt Yến Tam hợp lạnh lẽo. Ngày 16 tháng 7 năm thứ 8 Vĩnh Hòa, đã xảy ra chuyện gì? Ôi chao, cô nàng nãi nãi của ta ơi. Tả tổng quản hoàng sợ. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa. Vì sao không thể hỏi? Yến Tam hợp nhìn hắn, Tạ phủ làm chuyện gì mà không thể hỏi. Ngươi. Tạ tổng quản cảm giác sắp bị ép điên, quay đầu đi tìm người tâm phúc. Lão ra, ngươi xem. Ánh mắt tạ đạo chi lướt qua hắn, yên lặng nhìn Yến Tam hợp thật lâu. Tạ tổng quản, lão ra, đưa lão vương xuống, người đích thân canh giữ ở cửa viện, không được để ai tới gần nửa bước. Vâng. Cửa vừa khép lại, cả viện trở nên trống trải. Tạ đạo chi hít sâu một hơi. Yến Tam hợp, Việc này chỉ có thể nói là trời xui đất khiến thôi. Trời xui đất khiến là sao? Vĩnh Hòa năm thứ 8 là Tết Trung Nguyên, bốn con hẻm trong kinh thành xảy ra một vụ án kinh thiên động địa, phụ đề của võ vệ tướng quân Trịnh Ngọc Tiền Nhiệm bị tàn sát trong một đêm. Ngữ khi thả đạo chi nặng nề. ngoại trừ lão tướng quân đang xuất trinh và bốn thị vệ bên người, thì 180 người còn lại của trịnh gia đều chết thảm. Lông mày yến tam hợp bỗng dưng nhảy dựng. Vụ án này kinh động triều đình, thiên tử nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cẩm y vệ, hình bộ, đại lý tự, giám sát viện, tứ bộ liên thủ cha gió, lúc đó trong kinh thành ai nấy đều thần hồn nát thần tính, luôn cảm thấy bất an. Tạ đạo chi chớp chớp mắt vài cái. Ta là trọng thần nội các nên bị hoàng thượng gọi vào trong cung. Trước khi rời đi đã dặn phu nhân và tạ tổng quản đóng kín bốn cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả đều phải chờ ta từ trong cung trở về rồi tính. Tại sao? Giọng yến tam hợp lạnh lẽo chương 13, không may. Giữa thanh thiên bạch nhật dưới chân thiên tử, mà những kẻ xấu này đến cả phủ trịnh tướng quân cũng dám tàn sát thì còn chuyện gì bọn họ không dám làm ra. Huống chi vụ án vừa mới xảy ra, đến cái bóng của hung thủ còn không tìm được. Sao ta dám lấy tính mạng già trẻ lớn bé của một phủ gia đùa được? Tả đạo chi nghĩ đến chuyện trước kia, tay vẫn không tự chủ run lên. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, lão tam nhà ta bệnh nặng sắp không chống đỡ nữa rồi ánh mắt Yến Tam hợp rũ xuống, tất cả cảm xúc đều thu lại trong đôi mắt đen kia. Ngươi ở trong cung mấy ngày? Ba ngày. Ba ngày sau, hắn từ trong cung đi ra, mắt vẫn còn đỏ bừng. Đã vội đến thẳng phòng lão Tam, thấy con ngủ im lặng với thở phào nhẹ nhõm, chờ đầu nằm trên giường. Yến Tam hợp im lặng thật lâu. Vậy chuyện họ bị bắt vào lao ngục là vì sao? Trong kinh thành ra lệnh giới nghiêm, binh mã ti ngũ thành phụ trách tuần phố, cầm y vệ phụ trách bắt người, hẳn là ở trên đường phát hiện bọn họ. Dân chúng vô tội cũng bắt sao. Hoa quốc chúng ta có một quy củ bất thành văn, thời kỳ đặc thù, chỉ cần là nhân vật khả nghi thì cứ bắt trước rồi thả sau. Cho nên... Yến Tam Hợp cười gần. Chỉ trách bọn họ mệnh không tốt, ngươi nếu không tin, thì hãy chờ con trai lớn của ta trở về. Mặc dù là chuyện 9 năm trước nhưng chỉ cần là người từng ngồi lao thì lúc nào bị bắt, lúc nào bị thả đều có tiền án viết lại rõ ràng. Tả đạo chi, đây là chuyện lớn, ta không cần phải nói dối. Yến Tam hợp lại trầm mặc, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm gạch đá xanh dưới chân không nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp dường như cũng vì đà kích này mà hơi cong, lộ ra vài phần yếu ớt. Ai là hung thủ, hả? Nàng nói quá nhỏ, tạ đạo chi dường như có nghe, nhưng lại nghe không hiểu. Ai là hung thủ sát hại 180 người trịnh gia? Vào thư phòng rồi nói, bên ngoài rất lạnh, chuyện này rất dài dòng. Tả đạo chi đi vào thư phòng, bây giờ đã gần hoàng hôn, trong thư phòng hơi tối, hắn đốt đèn lên trước. Yến Tam Hợp đi theo vào, đứng bên cửa sổ. Hung thủ là cha con ngô quan nguyệt lưu vong từ đại Tề tới. Năm Vĩnh Hòa thứ ba, Hoàng thượng phái trịnh ngọc tướng quân xuất binh bình định đại Tề. trận chiến này đại thắng, lão tướng quân giết người ngô ra máu chảy thành sông, không may để ngô quan nguyệt trốn thoát. Tả đạo chi ngồi xuống ghế thai sư, chán nản nói. Năm năm sau, hai cha con họ tới báo thủ. Bây giờ đã bắt được hung thủ chưa? Bắt được mấy tên sát thủ, phụ tử họ ngô vẫn chưa quy án, yên tâm, cầm y về vẫn âm thầm điều tra, một ngày nào đó sẽ bắt được người thôi. Tại sao lại là phủ trịnh tướng quân? Hả, oan có đầu, nợ có chủ, còn chưa tới phiên hắn. Yến cô nương, tả đạo chi sợ mất hồn. Không thể nói lung tung, cẩn thận rước hòa vào thân. Yến tam hợp chậm rãi ngừng đầu ánh nến chiếu nghiêng trên gương mặt nàng, một nửa khuôn mặt ở trong ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, có cảm giác lạnh lẽo âm trầm không diễn tả được. Phụ thân, giọng nói ôn hòa vang lên bên ngoài. Đã tra ra được rồi, ở phía binh mã ti, con vào đi. Tả nhi lập đầy cửa đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Yến Tam Hợp. Yến cô nương, việc này đúng là hiểu lầm. Yến Tam Hợp, ngươi nói đi, 16 tháng 7 kinh thành giới nghiêm, Bình Mã Ti Ngũ Thành phát hiện hai cha con họ trên đường. Tả Nhi Lập đưa quyển án tông trong tay tới trước mặt Yến Tam Hợp. Trang thứ sáu, trên đó ghi rõ thời gian họ bị bắt vào nhà Lao, đệ đệ ngươi chết trong nhà Lao, việc này cũng có ghi chép. Sắc mặt Yến Tam Hợp nghiêm nghị, đứng bất động. Tả Nhi Lập biết nàng không tin, lại nói. Bình thường thì người chết trong Lao ngục, thi thể đều sẽ bị ném ở bãi Tha Ma, nhưng bởi vì hai cha con họ vô tội nên cho phép phụ thân ngươi mang thi thể trở về bàn tay Yến Tam Hợp buông xuống bên người, nắm thành nắm đấm. Không có bất kỳ lời giải thích nào sao. Tạ Nhi Lập ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của nàng, lại nói. Đại án ở trước mắt, binh mã ti ngũ thành và cẩm y về cũng là phụng mệnh hành sự. Việc này, chỉ có thể nói là không may thôi. Mỗi một chữ đều giống như là dao găm đâm vào trong lòng Yến Tam Hợp. Trái tim nàng đau đớn, thân thể mềm nhũn, phải dựa vào thứ gì đó mới có thể chống đỡ để nàng không ngã xuống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 14, Hóa Niệm. Yến Tam Hợp không ngã xuống, nàng nhận lấy hồ sơ vụ án, lật đến trang thứ 6, đọc từng chữ một sau đó ngồi bệt xuống ghế. Nàng cứ ngồi như vậy, ngọn nến phủ một tầng bi thương trên người nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như tượng đá không nhúc nhích. Tạ Nhi Lập còn muốn nói thêm gì đó thì ánh mắt lạnh như băng của phụ thân đào qua, hắn vội vàng đứng sang một bên. Tạ Đạo Chi rửa sạch oan khuất, lập tức chiếm thế thượng phong, theo lý hẳn phải cảm thấy thoải mái, nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn treo một thanh đao. Mục đích thật sự của cô nương này khi đến xin hắn một lời giải thích vẫn còn chưa nói ra. Yến cô nương, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng chân tướng đúng là như thế. Tạ Đạo Chi lần này quyết định dùng thế chủ động trời xui đất khiến cũng được, nói vận mệnh không tốt cũng được, nói tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Yến Tam Hợp bị hai câu nói lạnh như băng này kéo về hiện thực. Nàng chậm rãi ngừng đầu, nhìn chăm chăm vào đồng từ tả đạo chi. Nếu như không có vụ án kia, nếu như không phải ngày 16 tháng 7, thì người có cho bọn họ vào phủ không? Lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tả đạo chi im lặng. Chuyện ngươi muốn biết ta đã trả lời ngươi rồi, bây giờ ngươi cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ phụ thân yến cô nương chỉ muốn tìm chân tướng không nói đến chuyện khác chỉ dựa vào sự chấp nhất này đã khiến người ta cảm động rồi tạ nhi lập thở dài nói dập đầu bồi tội thì không cần xin yến cô nương nói ý đồ thật sự ra đi một mặt trắng một mặt đỏ phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh yến tam hợp nhìn hai cha con ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói không nên lời hai chân gập xuống cuối người quỳ xuống đất không đợi hai người kịp phản ứng đã dập đầu ba cái. Ta không thích nợ người khác. Yến Tam Hợp ngừng đầu ưỡn ngực nói. Trả hết rồi, trong lòng càng kiên định hơn. Gương mặt của nàng là thứ khiến người ta rung động nhất, nhưng cũng khiến cho lòng người sợ hãi nhất. Phụ tử tả ra nhìn cô nương trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mắt mà ngây cả người. Điều tiếp theo ta muốn nói có hơi kỳ lạ, các người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước. Giọng nói của Yến Tam Hợp không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tổ phụ qua đời, dựng linh đường bảy ngày, buổi tối của ngày cuối cùng, nắp quan tài đột nhiên nứt ra. Gì cơ? Tạ nhi lập kinh ngạc thốt lên. Yến Tam Hợp thản nhiên liếc hắn một cái. Dân gian có một truyền thuyết, quan tài không khép lại được là bởi vì người chết khi còn sống có niệm chưa giải được, một thời gian sau, niệm sẽ hóa thành tâm ma. Chuyện, chuyện này. Tạ nhi lập kinh ngạc quá mức, quay đầu nhìn lại, phát hiện gương mặt lão phụ thân còn khiếp đảm hơn cả hắn ta mời cao nhân tới xem thử, cao nhân nói trước khi tổ phụ tắt thở, trong đầu nghĩ đến một phong thư. Tả đạo nhất kinh ngạc, chỉ vào bức thư trên án. Chính là phong thư này. Yến tam hợp. Ta dọn lại di vật của tổ phụ, thư của người không nhiều lắm, thư có thể khiến trong lòng người sinh ra niệm, chỉ có một phong này. Tả đạo chi cảm giác chân mình có hơi nhũn ra, nhưng lại như mơ hồ đoán được cái gì. Vậy ngươi đến tả ra, cao nhân nói, muốn quan tài khép lại thì nhất định phải hóa niệm. Yến Tam hợp lặng lặng nhìn hắn. Đây mới là mục đích thực sự khiến ta đến tả ra. Tả đạo chi hoàn toàn kinh ngạc, sống hơn nửa đời người, hắn lần đầu tiên nghe nói có chuyện hoang đường như vậy. Chỉ là... Cô nương chậm rãi nói, vì sao nhìn lại lạnh nhạt già dặn như thế? Nàng không sợ chút nào sao? Thế nào là hóa niệm? Hắn hỏi. Tìm ra nút thắt trong lòng người, nghĩ cách cởi bỏ nút thắt này làm thế nào để hóa niệm gỡ nút cần phải tìm người thắt ta là nút thắt của hắn ư phong thư kia là nút thắt trong lòng ông ấy thư đó viết cho ngươi khi còn sống tổ phụ không biết chân tướng ba mạng người kia ở trong lòng ông ấy yến tam hợp dừng một chút ngươi chính là người thắt nút đó tả đạo chi sợ hãi ta phải làm thế nào tắm rửa thay quần áo thắp hương trong thời gian một nén hương ngươi nói rõ ràng tiền căn hậu quả là được. Tạ đạo chi nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng, do dự hỏi. Nói rõ ràng thì quan tài là có thể khép lại sao? Điều kiện tiên quyết là. Yến tam hợp. Ngươi cam tâm tình nguyện hóa niệm cho ông ấy. Trong lòng tạ đạo chi khẽ động. Nếu như ta không cam tâm tình nguyện thì sao? mười 15, Hương. Yến Tam Hợp hoàn toàn không kinh ngạc khi nghe hắn hói. Nếu như không phải cam tâm tình nguyện thì niệm không hóa được không hóa được. Tạ Nhi Lập đột nhiên chen vào. Sẽ thế nào? Yến Tam hợp liếc hắn một cái. Quan tài không khép lại được. Tạ Nhi Lập chỉ cảm thấy sờn gai ốc. Quan tài không khép lại được, sẽ có hậu quả gì? Yến Tam hợp. 77-49 ngày sau, con cháu của Yến Hành sẽ lần lượt gặp xui xẻo. Tạ Đạo Chi. Tạ Nhi Lập. Bây giờ, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Biểu cảm Yến Tam Hợp trở nên có hơi một lời khó nói hết xoay người kéo cửa ra dừng bước lại không quay đầu lại ta ở ngoài sân chờ câu trả lời của ngươi bóng đêm buông xuống yến tam hợp chắp tay đứng bên tường thân hình mỏng manh nhưng thẳng tắp lòng người là thứ phức tạp nhất trên thế giới này thiện và ác đều ở trong một ý niệm tả đạo chi sẽ lựa chọn như thế nào nàng không biết nàng chỉ hiểu được một chuyện tổ phụ nếu như ở trên trời nhìn thấy nghe được tất cả chuyện này chắc chắn sẽ hối hận mấy năm nay vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Tổ phụ à. Trong lòng nàng khẽ gọi một tiếng. Kết quả như vậy, người có thấy không? Người có cam tâm không? Có buông xuống được không? Một hiểu lầm, ba mạng người, chấp niệm cả đời. Thật không đáng. Thật sự không đáng. Nàng thì thầm. Trong thư phòng, Tả đạo chi không nói lời nào, chỉ im lặng uống trà. Tạ Nhi Lập đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Phụ thân mấy năm nay làm quan, đã sớm dưỡng thành tính tình nói một không nói hai, trong phủ ngoại trừ lời của lão thái thái ông còn nghe một hai câu, thì lời khuyên của người bên ngoài sẽ tuyệt đối không nghe. Lão đại, phụ thân. Tạ Đạo Chi đứng lên, chắp tay đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, xoay người thấp giọng nói. Con bảo nàng giao canh thiếp hợp hôn của lão thái thái ra, viết giấy cam đoan rồi ấn dấu tay, ta sẽ hóa niệm cho Yến Hành. Yến ra xui xẻo, liên quan gì đến hắn chứ? Tạ Nhi lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng người, lòng người khó dò, vật kia rơi vào trong tay người khác trung quy vẫn là một tai họa, phải bảo đảm không bị người lợi dụng trước đã. Bây giờ nhân lúc cô nương kia có việc cần tạ ra giúp, cứ lấy thứ mình cần về trước đã rồi tính. Dù cho cô nương kia về sau hối hận, muốn lừa thứ gì ở tạ ra cũng không có chứng cứ xác thực. Thật sự rất chu toàn. Tạ Nhi Lập mặc dù không biết vì sao phụ thân lại hận Yến Hành như thế, nhưng hắn thực sự kính nể tự tận đáy lòng. Ấm ước cho phụ thân rồi, người làm đại sự, có điều nên nhẫn, có điều nên bỏ. Tạ Đạo Chi đi tới vỗ vỗ vai con trai. Một Yến Hành nhỏ bé không đáng kể so với tạ gia ta. Tạ Nhi Lập. Con đã học được rồi, cho người chuẩn bị nước đi. Vâng. Yến cô nương, người thấy thế nào? Yến Tam hợp hờ hững. À. Một tiếng, lại nói, canh thiếp có thể đưa cho ngươi, còn giấy cam đoan kia là gì? Tạ Nhi lập nói, lão thái thái tuổi tác đã cao, không muốn để người nhớ lại chuyện cũ năm xưa kia, lại buồn bã thì không hay. Nói trắng ra đi, đừng vòng vo. Lời này rất không vừa tai, nhưng Tạ Nhi lập lại chỉ mỉm cười. Chuyện đã qua rồi, hai nhà không có liên quan gì, làm phiền cô nương về sau gặp nhà ta thì đi đường vòng. Hóa ra là thế. Yến Tam Hợp cười gần. Được, sảng khoái. Tả Nhi Lập vỗ tay một cái. Bên ngoài rất lạnh, cô nương vào phòng nghỉ ngơi đi. Không cần. Yến Tam Hợp. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Phiền ngươi chuẩn bị cho ta một bàn tế đàn, ba mâm trái cây, hai giá nến, một cái lư hương. Tả Nhi Lập. Hương thì sao, cần chuẩn bị mấy cây. Yến Tam Hợp. Ta mang hương tới rồi. Ngàn dặm xa xôi còn mang hương tới. Tả Nhi Lập nghi ngờ nhìn nàng thời tiết ảm đạm suốt cả ngày, đến đêm khi gió thổi mây tan thì ánh trăng ló ra. Dưới ánh trăng, tế đàn tạm thời dựng lên ở phía bắc hướng về nam. Giá nến đã đốt, ngọn lửa nhảy múa phản chiếu làm khuôn mặt Yến Tam Hợp có hơi kỳ quái. Cửa thư phòng mở, tạ đạo chi bước ra, sau khi tắm rửa, hắn thay một bộ áo bảo mới tinh. Yến Tam Hợp chờ hắn đến gần, lấy trong túi ra một nén hương đưa tới. Tạ đạo chi nhận lấy hương kia đốt trước sao, thắp hương, cắm hương, nói chuyện. Yến Tam hợp lui về phía sau nửa bước, nhưng lại một tấc vuông trước tế đàn. Ánh mắt của nàng không nhìn về phía tạ đạo chi, mà nhìn chầm chầm nén hương trong tay hắn, biểu cảm dường như có hơi căng thẳng. Tạ Nhi Lập và tạ Tổng Quản nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, chẳng biết tại sao tim cũng thắt lại. Tạ đạo chi hít sâu một hơi, đặt hương lên ngọn nến. Một hơi thở, hai hơi thở. Ba hơi thở. Kỳ lạ, vì sao hương này lại đốt không cháy? Tả đạo chi nóng lòng thì thao tự nói. chương 16, chuyện xưa. Đó là bởi vì... Yến Tam hợp nặng nề nhìn thằng tạ đạo chi. Ngươi còn hận ông ấy. Tay cầm hương của tả đạo chi run lên, hương rơi trên mặt đất. Không. Mùi tả đạo chi hơi run lên. Ta là thành tâm, có thành tâm hay không, hương có thể biết. Yến Tam hợp nhặt hương lên. Nói cho ta biết, vì sao ngươi hận ông ấy ánh mắt tả đạo chi né tránh, dưới chân vô thức lui về phía sau một bước. Yến Tam Hợp đi về phía trước một bước. Ngươi không nói, niệm này không hóa được, niệm không hóa được, ta không thể cho ngươi canh thiếp hợp hôn kia. Lời này làm cổng rơm cuối cùng của hắn bị đánh bay. Tả đạo chi rõ ràng cảm thấy trái tim mình, nhảy ra một chữ. Hận, chấm. Yến Tam Hợp, niệm này ta không thay đổi, ta sẽ trơ mắt nhìn Yến ra các ngươi xui xẻo. Nhánh này của tổ phụ ta, ngoại trừ ta ra thì đã không còn ai khác nhưng mà yến tam hợp truyền đề tài có canh thiếp hợp hôn này tức là đã cưới không phải nạp nếu như không có hưu thư giấy ly hôn tạ ra các ngươi đừng hỏng trốn thoát phụ thân lão gia tạ nhi lập và tạ tổng quản chợt kêu lên tạ đạo chi dùng mình một cái trong lòng như có sóng thần yến tam hợp nhìn chằm chằm vào mắt hắn nhẹ nhàng hỏi nói cho ta biết vì sao hận ông ấy tại sao ư trên mặt tả đạo chi hiện ra biểu cảm cực kỳ đau đớn. Vết sẹo chìm sâu dưới đáy lòng đột nhiên bị xé mở, dù hắn là nhân vật ghê gớm cỡ nào, có làm quan cao hơn nữa thì vẫn rất đau đớn. Sau khi phụ thân thân sinh qua đời, nhà hắn nghèo đến mức trống rỗng, đến tiền làm tang lễ cũng phải đi mượn. Mẫu thân hắn xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã làm quả phụ, trong thôn có bao nhiêu nam nhân muốn có được người thì có bấy nhiêu nữ nhân hận người. Cuộc sống khắc khổ, mẫu từ hai người cũng chỉ có thể phiêu bạt lang thang. Thời điểm khó khăn nhất thì không khác gì ăn mày, có thể ăn một miếng cơm no đã là tâm nguyện lớn nhất mấy năm tạ đạo chi. Bước ngoặt xuất hiện khi hắn 6 tuổi. Mẫu thân quen biết với hạ nhân của Yến Gia, kêu nàng vào làm công ngắn hạn cho họ, vì xinh đẹp lại biết được mấy chữ lên Yến hành thu người vào phòng. Không có tiệc rượu, không có kiệu cưới, chỉ cho mẫu thân mặc một bộ y phục mới hắn thậm chí không biết mẫu thân mình tính là tục huyền hay là thiếp nữa. Yến hành xuất thân thế gia, còn làm quan, có tiền có quyền, viên phòng chưa tới vài ngày Yến hành đã bắt hắn đổi thành họ Yến. Lý do rất đơn giản, người ăn của Yến gia, uống của Yến gia, Yến gia chính là trời của ngươi. Trong lòng hắn một trăm lầm không muốn nhưng vì được ăn no nên chỉ có thể làm theo. Đổi họ rồi, Yến hành cũng không vừa mắt hắn, lúc nào cũng nghiêm khắc bắt bẻ, chỉ cần hắn phạm chút sai lầm thì sẽ bị đánh bởi vì không danh không phân hắn thậm chí còn không có tư cách lên bàn ăn cơm mẫu thân cũng bởi vì hắn mà bị yến hành mắng không biết dạy con phải sống cẩn thận từng ly từng tí trong nhà thấp kém hơn bất cứ ai mà hắn là kẻ ăn bám cho dù bị mấy đứa con trai yến hành khi dễ người đầy vết thương cũng không dám rên một tiếng mẫu thân trông mong hắn có tiền đồ muốn cho hắn vào yến ra đọc sách yến hành không đồng ý mẫu thân phải quỳ gối trong tuyết đau khổ cầu xin. Suốt một ngày một đêm, người cứ quỳ như vậy, mãi đến khi lạnh quá ngất đi thì Yến Hành mới chịu. Năm sáu tuổi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được quyền lợi và ra thế có thể ép người khác cúi đầu. Hắn vuốt ve bàn tay lạnh như băng của mẫu thân, một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra, chỉ âm thầm thề trong lòng, nhất định phải chăm chỉ đọc sách, nhất định phải có được công danh. Suốt hai năm, hắn mỗi ngày chỉ ngủ hai ba canh giờ, dù cho trời lạnh thấu xương, cho dù là giao thừa, hắn cũng một mình ở dưới đèn khổ học. Ngay khi hắn một lòng cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì có thể thay đổi vận mệnh, để cho người Yến ra coi trọng mẫu tử hắn hơn một chút, để Yến hành không có lý do gì đuổi hắn và mẫu thân ra ngoài. Hắn mãi mãi nhớ kỹ ngày hôm đó. Tuyết rơi rất lớn, chu môn phía sau. Cái... một tiếng khép lại, nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt mẫu thân chảy xuống. Người khóc không thành tiếng khoảnh khắc đó, hắn hận Yến Hành đến tận xương tùy. Hắn thề, một ngày nào đó phải dẫm Yến Hành dưới lòng bàn chân, báo mối thủ nhục nhã này. Yến Tam Hợp, ánh mắt tạ đạo chi nhìn nàng như ăn thịt người. Đây là bộ mặt thật của hắn, ta không nên hận sao. Không nên sao. Xuyên không thành vợ của các anh ma ca. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 17, lựa chọn. Đôi mắt đen kịt của Yến Tam Hợp như bị cái gì đó che lại, không nói một lời. Tạ Nhi Lập nghe được trong lòng mình sóng to gió lớn. Phụ thân, sau đó thì sao? Sau đó... Tạ Đạo Chi trong lòng dâng lên khoai ý, cười gần nói. Không cần ta động thủ, Yến Gia đã bị hạ gục, sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ thế nào? Hai tháng sau khi chúng ta rời đi, Yến Hành bị giáng chức, xét nhà, lưu đày tới Vân Nam. Hắn đi một mình, Tiểu Nhi tử đi theo. Vậy những người Yến Gia khác đâu? ai nghèo thì tiếp tục nghèo, ai chết thì đã chết rồi. Tả đạo chi cười gần liên tục. 40 năm, thoáng cái đã qua. Hiện giờ hắn ở địa vị cao, những người và chuyện ở Yến Gia đã sớm không còn trong lòng hắn nữa. Nếu không phải Yến Tam Hợp tìm tới cửa, nếu không phải nàng hết lần này đến lần khác gặng hỏi thì thời gian 2 năm kia, hắn đã coi như một giấc mộng rồi. Lúc châm hương lên, hắn rất tỉnh táo, không phải mơ những mảnh vỡ hồi ức đáng sợ kia đều khắc vào trong lòng hắn, chìm ở trong máu hắn, là nỗi hận ngày này qua tháng khác, là thứ không thể nằm yên được. Mà phần cuối của nỗi hận, chính là Yến Hành. Tà đào chi? Yến Tam hợp trầm mặc hồi lâu, dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt. Ta từ Vân Nam Phủ chạy tới Kinh Thành mất 40 ngày. Vào tà ra các ngươi là ngày thứ hai, nói cách khác bây giờ còn lại 7 ngày. Khẩu khí của nàng cũng bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng nào không biết người khác khổ, không khuyên người khác thiện, ta vẫn giữ câu nói kia, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là lão thái thái đã lấy được phong hưu thứ đó. Tả đạo chi chợt giật mình, dường như không thể tin được lời này là từ trong miệng yến tam hợp nói ra. Hai canh giờ, cũng đủ cho ngươi hỏi rõ ràng chuyện năm đó của lão thái thái, và đủ để đưa ra quyết định rồi. Yến tam hợp ho nhẹ một tiếng. Hai canh giờ sau, ta sẽ rời khỏi tạ phủ, thời gian không nhiều lắm, người tự nắm bắt đi. Một tư vị khó có thể hình dung tràn ra trong lòng tạ đạo chi. Năm đó viên phòng cực kỳ qua loa, nếu không phải Yến Tam hợp lấy canh tiếp hợp hôn ra thì hắn căn bản không biết mẫu thân hóa ra lại là cái thất. Hai người bị đuổi ra khỏi Yến Phủ, mẫu thân ngoại trừ khóc ra thì chẳng nói gì với hắn cả, chứ đừng nói là hưu thư với không hưu thư. Hắn cười gần một tiếng, vung tay đi vào thư phòng. Tả tổng quản vội vàng theo vào, nhưng tạ nhi lập lại nhìn yến tam hợp không nhúc nhích người này nửa chữ cũng không nhắc tới sai lầm của yến hành chỉ đặt lợi hại ra trên bàn dùng một chiêu lấy lùi làm tiến ép phụ thân đưa ra lựa chọn thật sự là bình tĩnh bình tĩnh ư trong lòng yến tam hợp đã sớm sôi trao rồi nàng thầm nói tổ phụ hãy sống lại đi sống lại rồi nói cho ta biết hết thầy chuyện này đều không phải sự thật là tả đạo chi kia bịa chuyện mà thôi đi sao người có thể làm thế với mẹ con họ? cốt cách của người đâu? thanh cao của người đâu? niềm tự hào không giống với thế gian của người đâu? tất cả đều là giả sao? yến tam hợp nhắm mắt lại, lần đầu tiên nàng cảm thấy đêm ở kinh thành lạnh lẽo đến thế, lạnh đến mức hàm răng nàng run lập cập. thư phòng tạ đạo chi lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. đã lâu rồi tạ đạo chi không có cảm giác như hôm nay, tiến không được lùi cũng không xong làm thế nào cũng thấy thật khó xử phụ thân cổ họng tạ nhi lập run dày nếu không được thì con đích thân đi một chuyến đến chùa hỏi lão thái thái không cần tạ đạo chi hiểu quá rõ tấm lòng của lão mẫu thân yến hành là một cái hố mà hơn nửa đời bà không thể vượt qua việc này không thể nói ra được lão thái thái lớn tuổi rồi không được kinh động nếu như xảy ra chuyện gì bản thân thủ hiếu ba năm muốn khôi phục lại thì rất khó khăn chuyện này hắn không thể mạo hiểm được. Vậy lỡ như... Tạ Nhi Lập không dám nói tiếp. Lỡ như không có hưu thư. Lỡ như những xui xẻo kia sẽ rơi vào đầu tả ra. Theo lão nô thấy. Tả Tổng Quản cắn răng nói. Người nọ chỉ là đang bịa chuyện thôi. Gì mà quan tài nứt ra. Cái gì hóa niệm. Hết thảy đều là lừa gạt thôi. Ngài đừng nên tin làm gì. Nếu thật thì sao? Ánh mắt Tạ Nhi Lập sắc lạnh. Chuyện này... Tạ Tổng Quản cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt đại gia. chương 18, buông xuống. Trên mặt tạ đạo chi không có biểu cảm gì, thậm chí còn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Lúc một tuổi phụ thân mất, tám tuổi bị đuổi khỏi yến ra, từ cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, đến bây giờ con cháu quấn quanh, từ lúc cả chỗ đặt chân cũng không có đến bây giờ nhà cao cửa rộng. Phải trả giá bao nhiêu, đoạn đường này gian khổ thế nào, trên tay dính máu bao nhiêu người, dưới chân dẫm bao nhiêu thi thể. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Những thứ này là vì cái gì, đều không phải là vì con cháu tạ ra sao. Lúc lão thái thái lúc còn trẻ có thể vì hắn quỳ xuống dập đầu với người ta, có thể giao thân cho Yến Hành, có thể quỳ một mình trong đêm tuyết, vì sao hắn lại không làm được. Hắn phải làm được. Tả đạo chi tự nói với chính mình. Ngươi nhìn xem, con trai lớn của ngươi xuất chúng cỡ nào, nó hoàn toàn là phiên bản của ngươi. Lão nhị tuy rằng ít nói, không được ưa thích, nhưng lại hiếu thuận, biết nghe lời. Lão tam thì càng không cần phải nói, từ nhỏ uống nhiều thuốc đắng như vậy, mạng cũng suýt nữa không còn, người cam lòng lại để cho con phải chịu xui xẻo sao? Còn con gái của ngươi, cháu trai của ngươi, người nào cũng rất đáng thương. Tả Đạo chi khe khẽ thở dài, cho dù là vì bọn họ thôi thì ngươi cũng nên buông xuống, ngươi chỉ có thể buông xuống mà thôi. Lão đại con biết Yến gia bị suy bại như thế không?" Tạ Nhi Lập lắc đầu. Hắn là một người tự phụ kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, căn bản không thèm nhìn người khác, cũng không chứa được người khác. Tạ Đạo Chi đến nay vẫn chưa quên được ánh mắt khẽ lướt qua hắn của người này, sự khinh miệt trong ánh mắt hắn khiến cho linh hồn của một đứa bé 6 tuổi như Tạ Đạo Chi cũng trở nên hèn mọn. Năm đó Yến ra nuôi mấy môn khách, trong đó có một môn khách muốn đến kinh thành làm quan nhỏ xin Yến Hành giúp một việc đó là viết phong thư đề cử. Nhưng Yến Hành không chịu viết, không viết thì thôi rồi, thế nhưng hắn còn quả trách người nọ một trận trước mặt mọi người, người nọ xấu hổ tức giận rời đi, quay người lại nương tựa vào kẻ thù chính trị của Yến Hành, rất nhanh đã đánh ngã hắn. Tả đạo chi ngừng đầu cười gằn Cho nên cuộc đời hắn có khởi điểm cao như vậy, cuối cùng lại sống thành như thế, nói trắng ra chính là nhân quả báo ứng, báo ứng này không chỉ ở trên người hắn, cũng ở trên người con cháu hắn. Phụ thân nói đúng, để lại một đường lui cho ngươi cũng chính là để lại đường lui cho mình, cũng là cho con cháu đời sau." Tạ Nhi lập ngắt lời, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Phụ thân, phụ mẫu trên đời này đại khái đều giống nhau, ta cho dù không vì lão thái thái thì cũng nên vì huynh muội các con." Tạ đạo chi đi tới bên cửa sổ, đột nhiên đẩy ra làm gió lạnh thổi vào, Tạ Nhi lập dùng mình một cái. "Con trai" tạ đạo chi chỉ vào dáng người mỏng manh của Yến Tam hợp ngoài cửa sổ, gần từng chữ. Con nhớ ký cho ta, báo thù tốt nhất không phải giết người phóng hỏa, mà là con mãi mãi đứng ở chỗ cao, con cháu của con mãi mãi đứng ở chỗ cao. Tạ Nhi Lập chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ hốc mắt trào ra. Hắn ven áo bào quỳ xuống. Phụ thân, Nhi tử ghi nhớ rồi. Đi nói với nàng ấy, ta sẽ buông xuống. Vâng. Tạ Nhi Lập đứng lên, quay lưng lén lau nước mắt nến lại đốt lên lần nữa. Tả Nhi lập nghĩ đến việc phụ thân nhìn phải chịu nhục, lại nhìn khuôn mặt gần như lạnh lùng của Yến Tam Hợp, một người xưa nay vốn ôn hòa như hắn cũng nhịn không được nói. Nếu việc này xong rồi thì ngươi phải dập đầu với phụ thân ta. Yến Tam Hợp. Có muốn lập bài vị trường sinh cho hắn luôn không? Như thế thì không cần. Tả Nhi lập cười gằn. Chỉ cần ngươi mãi mãi đừng vào cửa tả ra ta nữa là được. Chuyện này đơn giản. Yến Tam Hợp đưa hương tới tay tạ đạo chi, rồi lui sang một bên. Tạ Nhi Lập khẽ cắn môi, lo lắng nhìn tạ đạo chi. Phụ thân, con cũng lui ra đi, vâng. Tạ Nhi Lập xài bước tới bên cạnh Yến Tam Hợp, khoanh tay đứng lại, đè giọng nói. Ngươi nói được làm được cho ta, nếu không. Yến Tam Hợp đột nhiên nhướng mắt, hai mắt lạnh như băng. Tả Nhi Lập bị ánh mắt của nàng làm cho khiếp sợ, trong lòng càng nặng nề thêm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 19, biến động. Tâm trạng của tả đạo chỉ ít nhiều có hơi thấp thỏm. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay đưa hương đặt trên ngọn nến sáp. Ánh lửa nhảy lên, đầu nén hương mơ hồ có lửa. Lòng tả đạo chi thả lòng, thở ra một hơi thật dài, nhưng mà hơi này còn chưa thở ra hết thì tay hắn chợt run lên, nén hương kia đột nhiên đứt thành hai đoạn. Yến cô nương, chuyện này là sao? Tạ đạo chi sở tới mức trong lòng cũng run lên. Ta rất thành tâm, ta cũng đã buông xuống rồi. Yến cô nương, Yến Tam hợp, Yến Tam hợp. Dưới ánh trăng, ánh mắt của Yến Tam hợp tựa như hư không, biểu cảm trên mặt giống như kinh ngạc, giống như sợ hãi, lại giống như khó hiểu. Hương không đốt được, là lòng người không thành. Hương đột nhiên đứt đoạn. Vậy có nghĩa là tâm ma của Yến Hành không phải là phong thư này, nàng đã hiểu sai ý từ đầu rồi nhưng sao có thể sai được đây? Đây chính là con trai, cháu và thê tử của người mà. Yến Tam hợp chớp chớp mắt, lại chớp chớp, trong cổ họng phát ra một tiếng hỏi mơ hồ. Sai chỗ nào rồi? Tả đạo chi chỉ cảm thấy dáng vẻ của Yến Tam hợp bấy giờ rất giống với cô giã quỷ, tâm trạng lập tức từ thấp thỏm biến thành sợ hãi. Cô nương này từ lúc bước vào tả ra, mỗi lời nói cử chỉ đều cực kỳ thành thục, căn bản không giống một thiếu nữ 17 tuổi nàng ép hắn thừa nhận quan hệ với yến hành lấy canh tiếp hợp hôn mấy chục năm trước ra điều tra chuyện xưa ba mạng người nói cái gì mà quan tài không khép lại được hóa niệm tâm ma gì gì đó một hồi hương không đốt được một hồi hương gãy có chăng tất cả đều là giả nàng ta có mục đích gì khác không giống như một chậu nước đá đổ áo tới trước mặt tạ đạo chi nhanh trí tiến lên dùng sức túm lấy cánh tay yến tam hợp nói Người rốt cuộc là ai? Đến tạ ra rốt cuộc có mục đích gì? Sự đau đớn trên cánh tay khiến Yến Tam hợp lấy lại tinh thần. Nàng nhìn người trước mặt, giọng nói hư ảo như từ trong địa ngục bay lên. Sai rồi, thế mà lại sai rồi. Sai gì? Tạ đạo chi giống giận. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta nói ngươi cũng chẳng hiểu. Nói không rõ thì đừng hòng đi. Yến Tam gập khuỷu tay, đánh vào giữa xương sườn tạ đạo chi làm hắn đau đến mức lui về phía sau nửa bước, hít sâu vào một hơi. Biến cố này đến ngay trong nháy mắt, thậm chí hai người bên cạnh cũng không thấy rõ ràng là xảy ra chuyện gì, thì Yến Tam Hợp đeo tay nải bên người lên. "Chuyện có biến, ta không có thời gian giải thích với các ngươi, cáo từ trước." "Người đâu, mau đến đây." Tả Đạo Chi giận run, "Bắt lấy nàng cho ta, đừng để nàng chạy." Yến Tam Hợp ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt dưới chân trượt một cái trượt tới bên người tạ nhi lập, tay áo khẽ run lên. Dao găm sắc bén đặt trên cổ tạ nhi, lạnh đến mức khiến hắn dùng mình một cái. Tạ cô nương, câm miệng. Giọng nói của Yến Tam Hợp đột nhiên cất cao. Tạ đạo chi, muốn con trai người bình an vô sự thì mau bảo người lui ra, chuẩn bị cho ta một con ngựa đi nhanh nhất. Tạ đạo chi không ngờ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà chuyện đã biến thành như vậy, đang khiếp sợ còn chưa nghĩ ra cách ứng đối thì đã nghe tạ nhi lập. À. Lên một tiếng. Dao găm tiến về phía trước nửa tắc. Nhanh lên, nếu không. Máu trên người hắn vào tới đỉnh đầu tạ đạo chi. Đừng nhúc nhích, không được ao nhúc nhích, tạ tổng quản, chuẩn bị ngựa, mau chuẩn bị ngựa. Tạ tổng quản thất tha thất thiểu chạy ra ngoài, không ngờ vấp chân ngã đùng một cái. Nhưng hắn nào còn để ý đến cơn đau, chi lo luống cuống tay chân đứng lên, điên cuồng chạy ra sân, vừa chạy, vừa hét to. Ngựa đâu, mau dắt ngựa lại đây. Một tiếng này của hắn làm cả tả phù nổ tung, chỉ một lát sau, toàn bộ tả phủ từ trên xuống dưới đều biết đại gia bị một nữ nhân bắt làm con tin rồi. Yến Tam hợp đẩy tả nhi lập ra ngoài. Tìm tả nhi lập đập thình thịch, không phải bởi vì sợ hãi mà là Yến Tam hợp đẩy hắn rồi đi quá nhanh, gần như là chạy, bỏ lại hộ viện tả ra ở phía sau. Rất nhanh đã tới cửa chính, Tạ Nhi Lập còn muốn đánh cược một lần. Dù thế nào cũng không thể để cho nữ tử này chạy thoát. Người này quá kỳ lạ, quá nguy hiểm. mươi 20, con tin. Khuyên ngươi thành thật một chút, đau thương không có mắt đâu. Em mờ thanh lạnh như dao trên cổ, Tạ Nhi Lập từ bỏ ý định đánh cược một lần. Chẳng mấy chốc đã đến ngoài cổng, bên ngoài ngưỡng cửa một con ngựa nâu đang lắc đầu. Yến Tam hợp túm lấy lưng Tạ Nhi Lập, dùng hết sức lực toàn thân ném hắn về phía sau. Sau đó, nàng nhảy qua ngưỡng cửa, nhảy qua mấy bậc thang, tung người nhào lên lưng ngựa, hai chân kẹp lại, ngựa hí một tiếng, rồi chạy như bay ra ngoài. Đại gia, đại gia, cút hết cho ta. Tả nhi lập sống giận, tự mình chống mặt đất đứng lên, rồi lao ra như điên. Nhưng nào còn bóng dáng của Yến Tam hợp nữa. Tả nhi lập ảo não dậm chân, đang muốn gọi người đuổi theo thì lại nghe có người hô to. Mau xem kìa, lão thái thái đã trở lại. Tạ Nhi lập sừng sốt. Sao giờ này lại trở về? Hắn vọt tới phía các hộ viện đằng sau ra mắt ám chỉ vài, rồi xoay người cố mỉm cười. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. rèm vén lên, mấy nô bộc đỡ một lão phụ nhân ung dung quý phái xuống xe. Lão phụ nhân thấy trường tôn mình mang theo người nghênh đón ở cửa, thì trường mắt nhìn tức phụ mô thị phía sau bảo ngươi đừng nói rồi ngươi lại cứ báo tin cho trong nhà trời lạnh như vậy tội gì để cho đại gia chờ ở bên ngoài ngươi không đau lòng con trai mình chứ ta còn sót cháu trai ta đấy ngô thị trong lòng cũng đang buồn bực ánh mắt nghiêm quá thì ngạc nhiên nói con trai mặt con bị sao vậy tạ nhi lập lúc này mới cảm thấy mặt phải mình vừa đau vừa rát vừa sờ lên thì thấy dính máu trên tay đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào mới có thể làm cho lão thái thái không nghi ngờ thì lại nghe trong cửa phụ thân đang giống giận. yêu nữ kia đâu, đã bắt được chưa? xong đời rồi, thế này thì giấu gì nữa? trong đại sảnh đèn đốt sáng trưng, Tả phủ lão tổ tông dương thị nhìn nghi tử, mặt trầm xuống nói: lão gia là quyết tâm muốn gạt bà già này sao? mẫu thân chỉ là trong phủ có trộm, ngươi cho rằng ta ta già lẫn rồi sao? lão thái thái cầm quài trượng gõ, bang bang bang, lên gạch đá xanh một tên trộm cũng đáng để cháu lớn của ta đích thân động thủ, hạ nhân chết cả rồi sao? Tả đạo chi nói cũng không phải, không nói cũng không phải, đầu óc chỉ muốn nứt ra. Lão thái thái thấy con trai vẫn quyết tâm ngậm miệng, giận quá mà bật cười. Thôi thôi thôi, ta không hỏi nữa, người đâu, thu dọn đồ đạc, trong phủ này không có chỗ cho lão già ta rồi, ta đến Việt viện ở đây. Mẫu thân! Tả đạo chi sao có thể chịu đựng được lời này, quỳ dạp xuống đất, cắn răng nói. Con trai nói cho người nghe là được chứ gì? Phụ thân, tả nhi lập kêu lên. Chuyện đã đến nước này, không nên nói cũng chỉ có thể nói. Tả Nhi Lập vừa nghe thấy lời này, thì cũng hiểu rõ. Lời nói của nữ nhân kia thật thật giả giả cũng không rõ ràng lắm, để ổn thỏa thì vẫn phải hỏi chuyện lão thái thái về tờ hưu thư kia trước đã. Tả Đạo Chi đứng dậy, tự mình dâng cho lão thái thái chén trà. Mẫu thân nghe xong thì đừng kích động. Lão thái thái nhận lấy trà, oán giận nói. Ngươi lừa gạt không nói, ta mới kích động. Chỉ sợ người nghe xong càng kích động. Tả đạo chi thầm thở dài. Một đêm của hai ngày trước, có một nữ tử đến phủ chúng ta, người này tự xưng là cháu gái của Yến Hành, nàng. Cạch, chén trà rơi trên mặt đất, nước bắn tung tóe khắp mặt đất. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cháu gái của ai cơ? Tả đạo chi kiên trì nói tiếp cháu gái yến hành tên là yến tam hợp nó người đâu rồi bà cụ túm lấy tay con trai con bé đâu nó ở đâu rồi mẫu thân người nghe con nói hết đã ta không muốn nghe ngươi nói lão thái thái đột nhiên khàn cả giọng kêu to ta muốn gặp nó ngươi mau tìm nó cho ta tổ mẫu đừng kích động tạ nhi lập thấy lão thái thái không ổn lắm bước lên phía trước trần an nói nàng ta tới báo tang báo tang xong thì trở về rồi lão thái thái ngẩn ra, đồng tử truyền tới trên người cháu trai. Yến hành, chết, chết rồi. Tạ nhi lập gật gật đầu. Hắn đã chết, hắn thế mà đã chết. Lão thái thái đảo mắt, cả người về phía sau. Mẫu thân, tổ mẫu. Hai cha con một người ôm người, một người bóc người, luống cuống tay chân. Sau một lúc lâu sau, lão thái thái từ từ tỉnh lại, ánh mắt dừng ở trên người tạ đạo chi, hai hàng nước mắt trọc từ khóe mắt chảy xuống mau đi tìm người trở về, mau đi. Tả đạo chi giận không chịu nổi. Mẫu thân, người đó, nếu ta không gặp được người đó. Đôi môi lão thái thái run rẩy nửa ngày, mới nặn ra được một câu. Thì ta chết cũng không nhắm mắt. Phụ tử hai người sốt ruột như bị lửa thiêu. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.